Tuổi Quý Mão 1963, cư xây nhà năm 2022 Nhâm Dần sẽ được hưởng lộc trời ban, tiền bạc kéo đến âm âm. Hoan hỉ chào đón quý vị đang theo dõi chương trình của kênh Phong Thủy Gia Cát. Kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người dân Việt Nam ta từ xưa đến nay vẫn thường có quan niệm rằng an cư lạc nghiệp, một căn nhà vững chắc và yên ấm sẽ là hậu phương vững chắc cho con người yên tâm theo đuổi mục tiêu vươn đến thành công lớn lao cho công việc và cuộc sống. Chính vì vậy, trước khi có quyết định xây nhà vào năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ tuổi Quý Mão cần cân nhắc thật kỹ lưỡng để thiết kế được một ngôi nhà thuận theo phong thủy và có thể mời đón thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, vạn sự hành thông, thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Tuy nhiên, theo các chia sẻ của chuyên gia tâm linh, thì trong năm mới Nhâm Dần 2022, không phải bất kỳ con giáp nào cũng hợp tuổi để xây nhà. Nếu như bản mệnh đang có ý định xây nhà năm 2022, thì hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay để không phạm phải những đại kỵ dẫn đến tai bay vạn gió, đại họa triền miên. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Để xây được nhà thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến là yếu tố kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Quý Mão 1963, bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã 60 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm kim lâu và hoàng ốc, hai trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Quý Mão muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông, thuận lợi. Sau khi xét xong các yếu tố về tuổi, quý vị cần phải lưu ý xem xét đến hướng đất, hướng nhà có làm được hay không, và mình ở trên đó thì như thế nào. Quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát về cát hung của từng hướng nhà trong năm 2022 ngay sau đây. Các mệnh chủ tuổi Quý Mão thuộc cung mệnh Khảm có 4 hướng tốt: hướng Bắc phục vị, Đông thiên y, Nam diên niên, Đông nam sinh khí. Bên cạnh đó có 4 hướng xấu là Tây họa hại, Tây nam tuyệt mệnh, Tây bắc lục sát, Đông bắc ngũ quỷ. Nếu mệnh chủ may mắn ở hướng Đông tứ mệnh thì xin chúc mừng các mệnh chủ. Còn ở hướng Tây tứ mệnh, bao gồm các hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc thì đều là những hướng xấu. Nếu nhà của mệnh chủ tuổi Quý Mão nằm trong những hướng này, có rất nhiều chuyện phiền phức xảy đến với mệnh chủ. Vậy nên cần phải treo trước cửa nhà một chiếc hương bát quái tinh cầu làm bằng gỗ đào để hóa giải nhà không hợp hướng. Hương đã được thầy khai quang trì chú theo pháp của đạo gia, giúp công năng phong thủy của gương phát huy tốt nhất, giúp gia chủ hóa giải được tai ách thị phi do nhà sai hướng mang lại. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng xem năm 2022 Nhâm Dần hướng nhà nào xây tốt nhất cho tuổi Quý Mão. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Thứ nhất là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì họa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần hết sức dè chừng, kéo theo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Gia chủ tuổi Quý Mão mà ở nhà hướng Tây bị rơi vào cung họa hại. Họa hại là sao Lộc Tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh đem lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm con cái đần độn, bất lương, bệnh tật, ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên để hóa giải khí xấu của nhà bị phạm cung họa hại, mệnh chủ Quý Mão cần phải treo trước cửa nhà một chiếc hương bát quái tinh cầu làm bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên dùng để hóa giải nhà không hợp hướng. Thứ hai là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao Lục Bạch tài tinh đào đến hướng. Lục Bạch là sao Vũ Khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sau này để chọn được nhà đất tốt.
Sau Lục Bạch Nếu Vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có nhiều nhân đinh. Nếu Suy Tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục Bạch gặp Nhất Bạch là sinh xuất, Nếu Vượng thì quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu Suy, quân lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu, gặp tai nạn, sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phù quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Tuy nhiên, với mệnh chủ Quý Mão mà ở hướng này không hợp hướng, bị phạm vào cung lục sát, mà lục sát là do văn khúc, có ngũ hành thuộc thủy. Cung là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với tai nạn về lửa, xâm đãng thị phi. Nó là hung tinh nhưng so với các sao khác đỡ hung hại hơn. Để hóa giải nhà không hợp hướng sự hung hạo. Để hóa giải nhà không hợp hướng và sự hung họa của sao văn khúc tinh, các mệnh chủ tuổi Quý Mão cần phải treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu làm bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy hàng đầu chuyển hóa nhà không hợp hướng. Hơn nữa, kênh Phong Thủy Gia Cát có gương bát quái tinh cầu đã được thầy khai quang chỉ chú xem ngày sử dụng đối với từng gia chủ, vì nên sẽ phát huy được tối đa công năng, mang lại may mắn bình an cho gia chủ tuổi Quý Mão. Tiếp theo là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm ba sơn Sửu, Cấn, Dần, 22,5-67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên, những nhà tọa Mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải, hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, với những gia chủ tuổi Quý Mão mà ở nhà hướng này cũng không hợp hướng, bị rơi vào ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nhiều mối nguy hiểm. Vì vậy, để hóa giải hung họa do bị phạm ngũ quỷ, mệnh chủ tuổi Quý Mão cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu gỗ đào để hóa giải những xung sát do nhà phạm hướng ngũ quỷ. Thứ tư, hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5-247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Những gia chủ tuổi Quý Mão cũng nên lưu ý, tuổi Quý Mão mà ở hướng này sẽ bị phạm vào hướng nhà tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc hành Kim, là hung tinh xấu nhất trong 8 sao, sẽ đem đến tuyệt khí, tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho gia chủ. Khi xuất hiện hướng này, sự nguy hại của nó đỡ khốc liệt hơn so với xuất hiện ở Đông Trạch, nhưng cho dù gặp về tương sinh, về ngũ hành thì nó cũng là sao có thể gây ra tai họa. Thứ năm, hướng Bắc. Hướng Bắc gồm ba sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5-22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần để sao Nhất Bạch tài tinh đào đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng, mùa Thu Tiến, mùa Đông Vượng, mùa Xuân Tiết, mùa Hạ Tử. Kẻ sĩ gặp khó, ắt được lộc của nó. Người thường gặp nó, nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đường vượng, hình thế loan đầu bên ngoài lại có thủy phóng quang, thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì bị bệnh về máu, nghiện ngập, chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phù quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương, kích vận, ngay sao Nhất Bạch, giúp đường quan vận học hành của những người trong gia đình được hanh thông, may mắn. Đây là căn nhà hợp hướng với gia chủ tuổi Quý Mão, mệnh chủ tuổi Quý Mão mà ở hướng này thì được phục vị. Phục vị là sao Phụ Bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm trạch mệnh và trạch chủ.
Nếu gặp cát tinh, mọi việc sẽ thăng tiến nhiều. Còn gặp hung tinh, mọi sự sa sút theo. Vậy nên mệnh chủ cần phải treo trước cửa một chiếc gương bắt quái tinh cầu để hóa giải. Thứ sáu là hướng nam. Hướng nam gồm ba sơn bính, ngọ, đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa tì hướng ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Viễn Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích làm ba loại. Tuệ là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài, phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát, ta sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, gặp tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng nam trong năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Quý Mão 1963 mà ở nhà hướng nam thì được hợp hướng, hướng diên niên hay phúc đức. Tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành kim là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Hơn nữa, lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng lên vì bản thân nó là kim, lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Để kích hoạt thêm vượng khí, quý vị cũng nên treo trước cửa một chiếc gương bắt quái tinh cầu, một pháp khí phong thủy chiêu tài hàng đầu, mai hoa phú quý. Hai pháp khí này đều đã được thầy khai quang chỉ chú theo pháp đạo của gia chủ, giúp vật phẩm phát huy công năng tốt nhất, chấn sát, chiêu tài lộc cho gia chủ tuổi Quý Mão. Thứ bảy, hướng đông. Hướng đông gồm ba sơn giáp Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với gia chủ tuổi Quý Mão mà ở nhà hướng đông thì hợp hướng, được hướng thiên y. Thiên y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, giúp gia chủ giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Tuy nhiên, nếu ở nhà hướng này do thiên y bị giảm sút, không phát huy được tối đa công năng của nó do gặp phải ngũ hành tương khắc. Cuối cùng là hướng đông nam. Hướng đông nam gồm có ba sơn thìn, tốn, tị, từ 112. Từ 112,5 đến 157,5 độ, năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn, tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hành thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn, bình an nhất cho mình. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Quý Mão mà ở hướng đông nam thì hợp hướng là hướng sinh khí. Sinh khí là sao tham lang tinh, ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí ở Tây Trạch gặp càn đoài, bị hành kim khắc nên thuộc tính tốt, bị khống chế, gặp cấn, khôn cũng bị tương khắc nên thuộc tính giảm. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà, cách hóa giải phù hợp với gia chủ Quý Mão trong năm nhâm dần 2022. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.